Tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến tỉnh Quảng Ninh để kiểm tra tình hình sản xuất và cung ứng điện tại công ty nhiệt điện Mông Dương, công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh và công tác khai thác, cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện tại công ty cổ phần than Hà Tu. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký. Tại công ty nhiệt điện Mông Dương, Tại đây, Thủ tướng yêu cầu công ty rút kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành và vận hành máy móc thiết bị nhà máy, không giật cục mà phải nhịp nhàng tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc. Yêu cầu đơn vị làm tốt công tác dự báo và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để duy trì sản xuất, đảm bảo cho nhà máy vận hành đúng công suất, đảm bảo an toàn cho sản xuất, lao động. Kiểm tra tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh quan tâm quy hoạch đất, sử dụng hiệu quả gói tín dụng 120.000 tỷ xây dựng nhà ở công nhân công ty cổ phần than Hà Tu là thành viên hạch toán độc lập của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu công ty than Hà Tu tiếp tục tổ chức sản xuất 3K4 kíp đáp ứng than cho sản xuất, xuất khẩu, nhất là cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện. Cùng với đó, phải đảm bảo an toàn trong sản xuất, sẵn sàng thích ứng trong mọi tình huống. Sau khi kiểm tra tại 3 cơ sở sản xuất điện và nguyên liệu sản xuất điện và lắng nghe các ý kiến kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Tập đoàn Điện lực thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, triển khai các giải pháp đảm bảo cung ứng điện. Nếu không đảm bảo thì phải báo cáo kịp thời, có khó khăn phải có giải pháp khắc phục. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước xem xét điều hành sử dụng hiệu quả nguồn vốn tại các tập đoàn tổng công ty. Bộ Công Thương triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, giả soát, sửa đổi, bổ sung các quy định để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan tới sản xuất cung ứng điện.